trong nhiều số tôi dẫn. Chưa có số nào tôi ngại mời khách mời hát như số này. Em thấy ai cũng ủng hộ em hả? Vẫn là con gái với một lần được hát. Tại sao hai người lại cấm chế em như vậy? Cái tiếng hát vừa rồi tôi sẽ cài làm chuông báo thức của tôi. Rồi. Anh lại trễ nữa sao? Chẳng lần nào chịu đúng hẹn với em. Anh cứ làm em giận hoài à. Coi chừng đó nha. Tiền 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 tiền. Nam hát. Em nhìn bên đó không? Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói lời. Không yêu hay buồn chỉ là lần cũ. Yêu hay không yêu? Không yêu không yêu em là thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Cái gì? Mới hát được có một xíu à mà mọi không. Người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Đẹp người ta cao thôi mà bây giờ mấy người mặc định là người ta không tại hay. Tại vì ví dụ nha, ví dụ đớt đi mình có thể là nào, làm đàn ông nè. Đêm đông ta đi đó ra trời ta chiều phu đêm đông. Em vẫn vô là, được. Cái đó là bị ngậm rồi ông nội. Nhưng mà nó vẫn vô được. Còn thêm lưỡi đầy ví dụ. Nghe sân sang thêm lòng mình chứa sang. Thôi em ơi. Hơi khó. Cái khó. Đó là coi như là bị thụt lưỡi luôn rồi. Ê, cái ca kêu đó. Anh nghĩa, Thành làm cái đầu tiên á là bị ngọng. Cái thứ hai là chức môi. Mời ý kiến của ca Thái Hà. Em đoán là anh này hát không hay. Tại sao vậy? Dạ tại em nghĩ vậy. Ôi sao suy nghĩ của em đơn giản vậy hả? Dạ, thiệt ra hôm nay em cũng bất ngờ lắm khi mà chương trình mời em ở vị trí là khách mời chứ bạn bè rồi fan rồi gia đình coi chương trình Dòng Ải Dòng Ai đó kêu em đi thi kêu em đi tham gia là thí sinh đó. Bởi vì em có thù với em nhẹ em không có cảm gì được với em nhạc vô nhạc đường em đường tao làm thử một câu nghe coi. Hát thử đi, tặng người đoạn thôi hà. Anh Bình ơi. Không, một em mình em thôi. Em hát bài của anh nha, em là fan. Ok, ok, ok. Hát nhạc của Bình nè. Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đâu, để làm nhau không gặp nhau, không muốn chào. Mình bước qua đời nhau. Sao vậy anh? Tiếp. Gì nữa mình? Em hát xong rồi tác giả người ta quên luôn đó. Mình bước qua đời nhau. Qua giọng liền. Để lại thương đau, để lại vết sâu. Có sao mà được đâu. Đó. Trời hay nè. Cái bài nó chạm với trái tim, nó chạm từng thứ thịt. Ở trong phim Mở Hai Sáng là hung dữ thôi. Em không ngờ là ở ngoài hà hát dở thiệt. Hay á. Bé mặt vậy mà ca lạ chứ. Bình ơi Bình, tự nhiên anh sợ em có huống nghe Bình. Bây giờ em hát chung với bé Hà vậy, biết đâu dòng cuối cùng em cũng hát chung với người y chang vậy đó. Trời anh đừng nói về tội. Vợ hiện nhà nó buồn. Được. Hà ơi bây giờ vậy nè, em hát lên một cái là cả thế giới biết em hát như thế nào rồi đúng không? Vậy bây giờ em có nhìn ra được đồng bọn của mình không? Em nhìn ra được đầu nội của em rồi, em nghĩ là hát giống em. Là giống em luôn hả? Em thấy bạn đấy giống vận động viên bóng chuyền hơn ạ. À cao. Nghĩ hát không hay ạ. Không hay. Dạ. Tại sao vậy? Em thì không có một lý do gì nhưng mà em chỉ nghĩ là bạn ấy hát nói sẽ không hay ạ. Còn cơ bản dạ. Là em thích nói vậy. Dạ. Đó, em với Hà giống nhau. Em nghĩ biết sao, hồi nãy em đâu có muốn ra đâu. Chứ sao vậy? Tại vì ngày hôm nay em đến, em nghe đồn là mời em đến với tư cách là ca sĩ. Đồn là mời em đến với tư cách là ca sĩ. Tư cách là ca sĩ. Em chuẩn bị sẵn sàng ở bên trong rồi, chuẩn bị bài hát này nọ để ào ra hát. Tự nhiên cái giới thiệu lúc mà bây giờ em chị vô đi đẩy em ra. Anh giới thiệu lại cho em ào ra em hát được không? Dạ mà phải vâng. Ào ra nha. Đúng như các em nói là ào ra là hát liền cho anh. Dạ được. Bi du. Trước khi Sam làm gì đó, anh nghĩ là em nên xuống đây ngồi với anh đi. Thấy bị dục lây lắm, ổn định đứng ngồi cái đó. Mấy mình xuống ngồi luôn cho chương trình đỡ mất thời gian em. Không mấy bây giờ vậy nè, anh giới thiệu cái em ào xuống hát cho Trấn Thành nghe giùm cho anh. Bài này em nghĩ là anh Thành rất thích luôn á. Rồi, chuẩn bị dạ. Nha. Tao dễ thương. 1, 2, 3 Sang. Sang là phải nói em yêu anh ít xíu. Yêu anh lâu ít xíu. Không xong rồi. Làm sao đây, yêu nhưng không phải nói.
rằng em yêu anh lâu nay ít xíu. Ngồi đây nè, ngồi đây. Thôi không sâu thì ít xíu. Thế không? Có một câu rất đúng trường hợp này. Không xong rồi. Bài vợ em mới ra đó anh. Dạ mà nó hát nhận không ra. Bài vậy mà nhận không ra thiệt tình luôn. Tại vì kiểu mà hợp với lại cái chất giọng của em, kiểu rất là cute á. Anh Nghĩa ơi, đã đến lúc mình giới thiệu ca sĩ rồi à. Anh nghĩ là chúng ta nên giới thiệu anh những khách mời em ca được sĩ của chúng mà. Ta giới thiệu mọi người. Đẹp mà mày khùng quá Sam. Còn Nam Thư nè, bình thường anh em trong giới với nhau thì cũng hiểu ha. Ví dụ như là ngồi ở cái vị trí này là người ta là phải hát em. Ừ, tức là có khả năng là hát thì mình mới nhận ra được à ai là người hát hay, ai đúng là người à. Hát dở. Thư ơi, em có cái tự tin về cái điều đó không Thư? Em tự tin một điều là chắc chắn em hát hay hơn Diệu Nhi với Buka. Làm thử liền được không? Bỏ đi anh. Thì anh mới nói đó. Bỏ đi anh. Thư không hát, lát anh Đức nó dành nó hát đó. Anh Đức có bài riêng single đó. Hai ba. Đi nên đi. Đi nên đi 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 mà. Sao em? Vẫn làm con gái đi. Ừ. Vẫn làm con gái hả? Rồi hát luôn, hát luôn. Bình tĩnh nha. Vô nè, 2, 3. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tư. Mọi người bị xâm sao vậy? Thôi bây giờ anh nghĩ rằng em về chỗ em ngồi thiệt đẹp là được rồi Thư ha. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là sau khi em hát xong, không biết hai người kia có ai muốn nhận em về hay không đó. Anh Giang, bạn Xịn. Chiều nay mình có hẹn với nhau hả? Có Harry có đi chung không? Có. Hình như là không ai quan tâm tới cái lời đề nghị của anh luôn đó Thư. Đây nè, Đức ơi, bây giờ em thích rằng em sẽ về đội của ai, Thành hay Giang nè? Giang chiều nay mấy giờ? 7 giờ bắt đầu. Có ban nhạc. Xin chụp. Thôi không ai quan tâm tới em luôn đó Đức. Nó nghe nè, em là bạn thân của Trấn Thành phải không Đức? Dạ. Giờ sao mà nó lạnh lùng với em dữ vậy? Không mấy bây giờ Giang cứu Đức được không? Đức về với anh. Đã. Cũng có người đón giờ em rồi. Đã có anh người Đức. Đón rồi, trời còn gì bằng đúng không? Thì okay. Thường là khi Đức về bên đội của Giang thì Thư sẽ phải về với đội của Thành đó, đồng ý không Thành? Xin. Làm sao có thể nói không được? Hên quá. Cuối cùng Nam Thư cũng có người nhận rồi. À, hai khách mời nghệ sĩ trong ban bình luận cũng đã ổn định vị trí rồi. Mặc dù ngồi hơi sai chỗ, Đức ơi, em ngồi bên đây nha. Ủa vậy hả? Em đâu có biết, ghế nào cũng ngồi được mà. Đức sinh ra sống là sai hay sao? Giờ thế này nè, em thấy Diệu Nhi á, hôm nay Diệu Nhi chính giữa có một cái miếng bánh in hình vuông rất là lớn mà. Cái này em, hả? Ờ, được, cái là cái bánh in anh. Vậy hả? Nên em nghĩ là em là cái người mà thích ẩm thực nên Diệu Nhi hợp. Không, mà mình phải nói một điều là Diệu Nhi là một diễn viên trẻ mà sau này mà rất là phát triển về nhiều cái loại hình nghệ thuật. À vậy. Đã từng làm diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, thậm chí chuyển qua hát nữa. À. Cái này mới chấm hát nè. Ồ. Nhi, không mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi. Một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe. Đánh giá về chuyên môn em hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi dạ. Em nhìn cái đó không? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đó. Lời không yêu hay buồn lần cũ. Yêu hay không yêu, không yêu không yêu lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Cái gì? Mới hát được có một xíu à mà mọi không. Người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Không phải, tại vì cái lời đó là mình đòi hỏi mình phải có cái sự quyến rũ trong cái sự em hát. Em ơi, Bích Phương ta làm được chuyện đó em làm không có được đâu nha. Em là gì biết không? Bích Du đó em. Bích Du là cái gì? Là bu vô rồi dít em đó. Trời ơi. Vậy thì bây giờ em có muốn là về đội của Trấn Thành hay không? Thực ra nếu mà bây giờ em quyết định về đội của anh Thành luôn thì em nghĩ anh Giang sẽ buồn và bứt rứt lắm đúng không? Không có đâu em, anh vui lắm. Chưa? Chi vậy? Tạo sự nguy hiểm chi vậy? Đâu có ai cần em đâu. À vậy, vậy anh Thành vẫn muốn em về của anh chứ hả? Về nhóm anh nha, anh cách đây muốn. Vài phút. Dạ vậy thôi em sẽ chọn về nhóm của anh Thành. Ủa vậy hả? Vậy thì mời Diệu Nhi về với Trấn Thành, thượng trưởng về với Quỳnh nha. Lần đầu tiên chơi hát cưng, em có nghiên cứu giống nghị được không?
Không, em thì không có nghiên cứu, mà ngày hôm nay thì em đang chuẩn bị rất là nhiều thứ để đem tới đây. Em chuẩn bị gì đâu? Dạ thì tới đây là giọng mã giọng ai đúng không, là để hát đúng không? Thì em hát hả? Không không không, Ngọc ơi, khỏi, em khỏi cần lo vấn đề đó. Anh Giang anh đừng có nói vậy, em hát một cách đàng hoàng. Ngọc Ngọc, à, em có thể đến đây chương trình à, với tấm lòng. Đừng làm gì bất ngờ, không cần làm gì bất ngờ. Yeah, em không cần mang một số những cái mà không cần mang. À, có sao đâu, anh nghĩ rằng bé nó có lòng mà, thì cứ để cho bé nó trao tặng cho mọi người đi, có sao đâu. Em thấy Ngọc là một người rất là đam mê hát. Đúng và rồi. Một người mà luôn cháy hết mình vì okay, bài hát. Thử đi. Và em nghĩ là chúng ta nên thưởng thức giọng hát của Ngọc. Em hơi run, em háo hức quá. Có cần anh trấn an một cái gì đó không? Trấn an mà cách ví nào? Ví dụ một cái ôm chẳng hạn. Dạ thôi. Sao khôn vậy? À, ngày hôm nay thì em sẽ thay đổi phong cách của mình một chút xíu. Yes. Em sẽ vừa đọc rap và vừa hát. Và sau đây xin mời các anh chị cùng lắng nghe một bài hát mới của em. Đó chính là bài hát Trễ Hẹn. Trễ Hẹn. Trễ Hẹn. Rồi. Anh lại trễ nữa sao? Chẳng lần nào chịu đúng hẹn với em. Anh cứ làm em giận hoài à. Coi chừng đó nha. Tiền 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 nam hát. Thiên thần ai tin sẽ cho đời mình được nhiều ước mơ và hạnh phúc sẽ đến thật nhiều nếu đôi ta có nhau. Em chỉ muốn giận hờn vu vơ để anh đến làm người vậy thôi. Sao anh không chịu hiểu ta chán thôi. Giờ tình anh có lúc ngần ngại em không okay. Biết anh như vậy. Ngọc ơi Ngọc ơi Ngọc ơi Ngọc Ngọc ơi em bị vậy lâu chưa? Ủa em nghĩ là một bài hát rất là hay và dễ thương như vậy. Đúng rồi, anh Nghĩa, anh Kỳ, cái đó không phải là bị. Cái đó là được. Đúng không? Được. Tại không, bị gì nào giờ trong mắt anh á, bé Ngọc nó mong manh á, nó ngọc nữ á. Anh không có biết mà nó khùng dữ vậy luôn á. Không, em chọn một bài hát rất mong manh và hợp với cái ngọc nữ của em mà. Mà Trễ Hẹn hả? Anh thấy em hát trễ nhịp thì đúng hơn. Thôi bây giờ vậy nè, thôi bớt hát. Bây giờ anh đồng cảm với Trấn Thành, thôi bớt trao tặng đi nha. Có cái gì mình giấu hết cho bọn mình biết thôi. Em giữ cho riêng em biết nha, đừng cho ai biết hết. Thế giới sẽ suy sụp vì em đó. Thì để đến cuối em hát với lại mấy bạn thí sinh đúng không? Em có coi chương trình này rồi, em biết là đến cuối cùng okay, em sẽ okay, được em đam mê hát quá vậy trời. Ok. Cái thứ nhất là anh muốn em hiểu rõ về vai trò của mình trong chương trình. Em là khách mời. Đến đây hát đúng không? Không, một thành phần thừa thải thôi. Khách mời à, là đến hộ út trợ cho ca sĩ ý. Chứ không phải là để hát mời thí sinh. Ok, đó là khách mời. Nhưng riêng Ninh Dương là Ngọc là một trường hợp đặc biệt của chương trình. Anh sẽ yêu cầu ban tổ chức vòng cuối có 3 bạn. Mỗi bạn hát với một bạn ca sĩ, thì bạn còn lại hát với em. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Đó. Giờ là ai đến với chương trình sàn đấu ca từ thì cũng phải đều tặng quà cho đúng khán rồi, giả hết. Ngọc ơi, còn chờ gì nữa, em hãy hát tặng cho mọi người đi nào. Nên em lùi bước về sau để thấy Ngọc nghe rõ hơn. Gì? Thật sự đây là lần đầu tiên mà em được mời hát luôn, chứ không phải năn nỉ một ai nữa. Nên hy vọng là tất cả mọi người ở đây sẽ lắng nghe giọng hát của Ngọc. Cảm ơn mọi người. Anh ơi, mình nhạc theo em hay em theo nhạc? Em ơi, khả năng mà em theo nhạc hơi khó đó em. Tất cả những anh em ở đây đều chứng chỉ bơi loại nhất là giỏi. À, ok. Anh cho em vô trước nha, rồi anh hay vô. Ngọt nha. Ngọt nha. Vô. Anh ngày đó ta gặp nhau có nhớ không anh? Chàng đã cho em biết bao nhiêu mong và chờ. Em yêu rồi chẳng có biết không? Lâu không gặp lòng hay nhớ mau. Chàng có biết không em đây thật lòng muốn nói rằng em yêu anh vì em yêu anh, yêu mình anh, chỉ thương mình anh. Hay quá, tuyệt vời. Ủa, khoan đã, sao nãy giờ mấy anh không vô nhạc? Mấy ảnh bận vô nước biển em. Hai MC cũng vô mấy chai rồi đó. Ông kia vừa định cầm cái đờn lên, đưa cầm cái trống cái dùi đó, mà định gõ em vừa cầm trong hát, ông kỹ vô. Từ hồi nào đến giờ em hát em chưa bao giờ có nhạc hết. Mấy anh có thể đánh lại lần nữa cho em. Thôi, thôi, không, 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 không. Ok, nếu mà anh không chịu thì thôi, dù gì thì chúng ta cũng đã từng song ca với nhau rồi. Có lẽ đôi tay anh, có lẽ con tim ai đang rối bời.
Bài đó hát sao ta quên rồi. Ờ, tôi xóa kia đó rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau chờ đón khách mời thứ hai. Chúng ta thấy được một nữ ca sĩ bán chè tuyệt vời, chất giọng. Bỏ qua cái chất giọng đi, bây giờ mình giới thiệu Hải ơi. Bây giờ là sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời nếu như Hải vừa nhảy và Ngọc vừa hát. Hải đã rất là nhiều khó khăn Hải vượt qua rồi, nhưng mà Trâm nghĩ đây là một cái khó khăn nhất trong cuộc đời Hải của ơi, Hải đó. Một lần nữa trong cuộc đời của em được hát mà có dancer. Cái gì vậy? Ủa bài gì? Bài gì anh? Bài này là bài em thích anh đó. Em thích anh đó. Em không biết luôn. Em không biết nhạc mà nhạc nó cũng không biết em luôn. Bây giờ em muốn hát lại với cái bài đã. Em muốn hát lại. Đừng có nhạc và có dancer. Có nhạc mà em có dancer. Em chỉ hát thôi, dancer nhảy. Anh ơi, chừng nào mà vô cái anh kêu em vô cái trong 2, 3 vô. Vô. Rồi hát đi, muốn hát gì cũng được. Anh ngày đó anh ngày đó ta gặp nhau có nhớ không anh? Chẳng đã cho em biết bao nhiêu mong và chờ. Anh đã làm gì không? Em biểu rồi chẳng có biết không? Lâu không gặp lòng thấy nhớ mong. Chẳng có biết không em đây thật lòng muốn nói. Này anh yêu hãy có biết trái tim em đang mong đang trông ngóng ai. Cái gì vậy? Như biết cách nào thấy anh tìm anh nơi đâu. Một năm thiếu anh đến thật. Vâng, chúng ta có một anh trong biết tăng dần theo thời gian. Hải đã phải gục ngã trước cái giọng hát tuyệt mỹ của Lan Ngọc. Ngọc ơi, anh vẫn thấy em hát rất hay nha Ngọc nha. Bỏ đi Huy, hát nữa bây giờ Huy. Tại vì Ngọc có thói quen là khi người ta hát khen Ngọc hát hay thì Ngọc không hát nữa, đúng không Ngọc? Không. Thấy chưa, tôi nói mà. Vậy hãy khen em đi. Và hãy khen em nữa. Rồi. Khen em đi, anh đừng dừng. Ê, em nữa. Em giữ lại cái năng lượng đó để em thi Ngọc à. Em còn được hát nữa hả? Nói chung là trong nhiều số tôi dẫn, chưa có số nào tôi ngại mời khách mời hát như số này. Em thấy ai cũng ủng hộ em hả? Vẫn là con gái với một lần được hát. Tại sao hai người lại cấm chế em như vậy? Cái tiếng hát vừa rồi tôi sẽ cài làm chuông báo thức của tôi. Bắt đầu. Wow. Đó, tôi quên đánh à. Thấy chưa? Ngọc ơi, tụi chị cũng hoang mang vì em luôn. Nhưng mà không ngờ vô vòng thi em hát là tụi chị xúc động. Thấy quá. Chưa? Tôi nói mà. Nãy giờ em chỉ giả dối thôi. Đúng rồi, bây đọc giờ em lại đọc nè. Lại đi. Đọc lại sai cười hoài nè.
tình yêu của những phút đầu từ những phép màu sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu để đêm mùa đông chưa xa nụ cười dành cho chỉ muốn thiết tha. Hệ thống